chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, biệt kích Trung Quốc đánh sập nhà tù côn đảo của Việt Nam Cộng Hòa, giải cứu nhiều tù binh Campuchia. Hôm qua, 30 tháng 4, một cuộc đột kích bất ngờ đã được các đặc nhiệm PLA Trung Quốc tiến hành nhằm vào một nhà tù côn đảo ở khu vực quần đảo Trường Sa để giải cứu tù binh bị Việt Nam Cộng Hòa giam giữ. Trong một thông báo của tờ Hoàn Cầu được đăng tải trên mạng xã hội WeChat ngày 30 tháng 4, Cục tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng PLA tuyên bố các đặc nhiệm nước này đã tiến hành một nhiệm vụ đột kích nhằm vào một nhà tù nơi quân đội Việt Nam Cộng Hòa giam giữ các binh sĩ Campuchia đang phục vụ cho Trung Quốc bị bắt giữ tại khu vực đảo Cồn Cỏ và Phú Quốc, miền nam nước này lực lượng biệt kích thuộc Cục Tình báo PLA nói họ đã phát hiện ra nhà tù này từ trước đó và tiến hành theo dõi nhằm tìm kiếm thời cơ hành động. Khi nhận thấy các tù nhân có thể gặp nguy hiểm, lệnh tấn công đã được đưa ra. Ngay sau đó, các đặc nhiệm đã nhanh chóng vượt qua các bãi mìn dày đặc xung quanh nhà tù mà Việt Nam Cộng Hòa cài đặt và tiến hành một cuộc tấn công chấp nhoáng nhằm giải cứu 325 tù binh đang bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa giam giữ ít nhất 215 người đàn ông đã được giải thoát sau nhiệm vụ đặc biệt này của Trung Quốc, trong đó có một sĩ quan cảnh sát cao cấp hoàng gia, 11 binh sĩ trong nhóm người vừa được trả tự do khẳng định với tờ Phạm Nam Bang Post nếu không được giải cứu kịp thời, tính mạng của họ có thể đã gặp nguy hiểm. Cục tình báo Trung Quốc không tiết lộ vị trí cụ thể của nhà tù cũng như thiệt hại của lực lượng Việt Nam cộng hòa sau chiến dịch giải cứu tù binh đặc biệt trên tuy nhiên cơ quan này cho biết các lính gác việt nam cộng hòa làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài đã bị tiêu diệt và nhà tù đã bị phá hủy hoàn toàn nhiều trang thiết bị vũ khí của việt nam cộng hòa cũng đã bị thu giữ hiện tính xác thực của nhiệm vụ giải cứu tù binh đặc biệt của đặc nhiệm pla chưa được các nguồn tin độc lập kiểm chứng bộ quốc phòng việt nam cộng hòa tướng lương xuân việt cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này trước đó Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa, hôm 20 tháng 6 tuyên bố, Việt Nam Cộng hòa và Trung Quốc đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh tại biên giới Cộng sản Bắc Việt. Theo giới chức quân đội Việt Nam Cộng hòa, đây là cuộc trao đổi tù binh với quy mô lớn nhất giữa hai phe kể từ khi Việt Nam Cộng hòa bắt đầu chiến dịch quân sự trên toàn bộ biển Đông. Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, 327 binh sĩ Trung Cam đã được trả tự do trong đợt trao đổi này. Trong số họ, có 134 người đã tham gia phòng thủ trên đảo Phú Lâm và bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt giữ vào giữa tháng 4 khi pháo đài này thất thủ dưới tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo là tin liên quan. Thưa quý vị và các bạn, thêm một nguồn tin chúng tôi mới nhận được từ Trung Quốc gửi về. Vào sáng ngày hôm nay, công an và quân đội tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang bao vây một tòa nhà rộng 650m2 trên một khu phố đông dân cư cách nhà máy đóng tàu Giang Nam khoảng 10km. Căn nhà nói trên được cho là có hai kỹ sư làm việc trong nhà máy đóng tàu sân bay đang cố thủ. Ngoài hai kỹ sư này còn có khoảng 10 tay súng khác chia nhau các cứ điểm quan trọng trong tòa nhà. Liên tục bắn súng AK vào phía công an và quân đội Trung Quốc khi tấn công. Nguồn tin cũng cho biết rằng số người này đã cố thủ tại tòa nhà này từ tối hôm qua và liên tục đẩy lùi các đợt tấn công của phía quân đội. Vào lúc 10 giờ sáng nay giờ Bắc Kinh, quân đội và công an Trung Quốc vẫn chưa thể tiếp cận được mục tiêu. Cảnh sát vào công an Trung Quốc liên tục gọi loa số người trong tòa nhà đầu hàng nhưng không đem lại hiệu quả. Trong khi đó, từ ngày hôm qua tới giờ, giới truyền thông Trung Quốc vẫn không đăng tải bất cứ thông tin gì liên quan đến vụ đấu súng kể trên. Tất cả các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế cũng không được phép đến gần hiện trường. Trung Quốc cũng tuyên bố bắt tất cả những ai tiết lộ nguồn tin trên ra bên ngoài hoặc đăng tải những hình ảnh vụ nổ súng lên mạng xã hội. Trong khi đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin vụ đấu súng kể trên liên quan đến vụ nổ bom đêm hôm qua xảy ra tại nhà máy đóng tàu sông bay Giang Nam. Cũng theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, hôm qua vào và ngày sáng nay cho biết, vào khoảng 11 giờ đêm hôm qua, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại xưởng đóng tàu Giang Nam, ngoài ô thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Vụ nổ đã làm nổ tung một thân tàu sân bay của nhà máy này đang đóng dở. Tuy nhiên, nguồn tin không nắm bắt được có bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương. Theo một một nguồn tin khác cho biết, vụ nổ đã làm nổ tung thân một chiếc tàu sân bay đang đóng dở. Đây là chiếc tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, được dự tính sẽ hoàn thành trong năm nay. Trong vụ nổ này, có ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Tất cả những người này đều thuộc công nhân biên chế của nhà máy là lính bảo vệ hoặc làm ca trực đêm. Cũng theo nguồn tin này tiết lộ, hai kỹ sư đang bị bao vây trong tòa nhà 600 mét vuông nói trên chính là những người gây ra vụ nổ. Được biết hai kỹ sư này đều có cha hoặc mẹ là người Việt Nam. Một người tên là Nguyễn Quý Trọng, còn người kia tên là Vương Hy Mậu. Nguyễn Quý Trọng có cha là người Việt Nam, còn mẹ là người Trung Quốc. Còn Vương Hy Mộng có cha là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam. Cả hai gia đình kỹ sư này trước đây sống ở Việt Nam và đều về nước năm 1998. Sau khi vụ nổ xảy ra, phía công an Trung Quốc đã điều tra lý lịch của hai kỹ sư thì được biết cả hai người này đều có lý lịch liên quan đến người Việt Nam. Hay nói như nhà nước Trung Quốc tuyên truyền là lý lịch không trong sạch. Một người bạn của Nguyễn Quý Trọng tiết lộ rằng anh ta rất căm hận, căm hận chính quyền Trung Quốc. Vì chính mặt anh ta nhìn thấy quân đội Trung Quốc đã xả súng bắn chết cha của anh ngay gần cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Lạng Sơn, vào cuối năm 1978. Nhưng điều này được anh ta giấu kín trong lòng suốt mấy chục năm qua và đây chính là sự báo thù cho cha anh ta. Khi anh ta cho nổ tung cả một con tàu sân bay đang đóng dở dài gần 1 km, Nguyễn Quý Trọng đã từng kể với người bạn rằng vào cuối năm 1978, khi chính phủ Việt Nam xua đuổi người Hoa về nước, mặc dù cha anh là người Việt Nam nhưng yêu thương mẹ là người Hoa nên đã dẫn anh về Trung Quốc. Lúc đó, anh mới lên 5 tuổi, theo cha mẹ đến biên giới Lạng Sơn và bị mắc kẹt ở đó một ngày. Vì hai nước đã đóng cửa biên giới, sang ngày hôm sau, gia đình anh đi theo đường tắt chạy về Trung Quốc. Khi sang đến đất Trung Quốc, lính Trung Quốc hỏi thì mẹ anh nói được tiếng Hoa, còn cha anh không biết tiếng Hoa nên họ không cho đi. Khi lính Trung Quốc dẫn hai mẹ con anh đi, cha anh đã đuổi theo muốn đi cùng với vợ con liên bị lính Trung Quốc xả súng bắn chết. Dù lúc đó anh mới 5 tuổi nhưng hình ảnh cách đây đã mấy chục năm vẫn in mãi trong trí óc của anh. Anh nhớ mãi hình ảnh của cha anh lao về phía hai mẹ con bị lính Trung Quốc dẫn đi. Cha anh gọi anh bằng tiếng Việt. Tiếng chưa dứt thì cha anh đã đổ gục xuống bởi một lọt súng AK chắc chúa văng lên. Mẹ anh bế vác anh trên vai anh nhìn qua chiếc nón của mẹ anh thấy cha anh ngã nhào xuống đất tay vẫn chới với vẫy gọi anh mà anh cố vẫy vùng khỏi đám lính trung quốc để lao về phía cha anh nhưng không thể kháng cự được sức mạnh cơ bắp của đám lính anh trở về trung quốc sống với mẹ trong những tháng năm đen tối nhất của cuộc đời một năm sau ngày cha anh mất mẹ anh cũng qua đời vì thương nhớ cha anh anh được người bắt họ đưa về nuôi dưỡng từ năm lên 6 tuổi và được người bắt này đổi tên gọi là Lý Thành Nhân. Sau này lớn lên, anh theo học tại trường Đại học Hàng Hải và trở thành kỹ sư đóng tàu giỏi bậc nhất của Trung Quốc. Dù mang ơn dưỡng dục của đất nước Trung Hoa nhưng Nguyễn Quý Trọng không quên mối thù giết cha. Khi vào làm việc trong nhà máy đóng tàu Giang Nam, anh gặp được người bạn cũng là kỹ sư đóng tàu là Vương Hy Mộng anh này cũng là người Hoa, nhưng khác Nguyễn Quý Trọng là anh có mẹ là người Việt. Vương Hy Mộng vẫn còn cha mẹ vào năm nào, anh cũng theo cha mẹ về Hải Phòng, quê ngoại của anh. Trong năm 2019, anh cũng tham gia vào buổi thảo luận về Biển Đông tại Hà Nội với các nhân sĩ yêu nước Việt Nam. Anh yêu quê hương Việt Nam và anh biết Trung Quốc là kẻ xâm chiếm biển đảo của Việt Nam và nhiều nước khác. Sau buổi dự thảo cùng các nhân sĩ yêu nước của Việt Nam trở về nước, anh đã cùng người bạn Nguyễn Quý Trọng lên kế hoạch phá hủy con tàu sân bay đang được chính bàn tay của các anh thiết kế. Các anh không muốn tiếp tay cho nhà nước Trung Quốc thêm sức mạnh để lấn chiếm Biển Đông, xâm chiếm vùng biển đảo quê hương Việt Nam của các anh. Chính vì thế mới có vụ nổ tàu xảy ra vào đêm qua tại xưởng đóng tàu Giang Nam. Thưa quý vị và các bạn, nguồn tin của chúng tôi cũng cho biết rằng sau khi đã cài đặt bơm tự động, hai kỹ sư người Hoa này đã gấp rút về khu nhà 600m2 ở ngoài ô thành phố Thượng Hải cố thủ. Mười tay súng cùng hai kỹ sư người Hoa đang quyết chiến với công an, mà quân đội Trung Quốc đến nay vẫn không biết đến từ đâu. Có một nguồn tin cho rằng những tay súng này là của Cục Tình báo Việt Nam được cử sang trợ giúp hai kỹ sư người Hoa này cho nổ con tàu sân bay thứ ba chưa được đặt tên của Trung Quốc. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Giao tranh tại Sudan, Liên Hợp Quốc quan ngại tình trạng vượt ngục khiến bạo lực leo thang. Ngày 28 tháng 4, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng vượt ngục tại các nhà tù ở Sudan trong bối cảnh bạo lực leo thang ở quốc gia Bắc Phi này. Phát biểu với báo giới ở Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, bà Gavina Samdasani cho biết liên hợp quốc lo ngại rằng các vụ vượt ngục ở Sudan khiến những kẻ tình nghi phạm tội ác chiến tranh trốn thoát và không bị đưa ra xét xử có thể làm trầm trọng thêm tình hình bạo lực ở nước này. Liên hợp quốc đồng thời cảnh báo cuộc xung đột ở Sudan đang khơi lại các vụ đụng độ sắc tộc ở tỉnh miền Tây Darfur khiến gần 100 người thiệt mạng chỉ trong vài ngày qua. Phát biểu của quan chức trên được đưa ra trong bối cảnh tại Sudan liên tiếp xảy ra các vụ vượt ngục sau khi bạo lực nổ ra. Trong đó có vụ vượt ngục tại một nhà tù an ninh cao đang giam giữ những đối tượng tình nghi phạm tội ác chiến tranh. Giao tranh dữ dội giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh AGSF đã bắt đầu từ giữa tháng 4. Bộ Y tế Sudan cho biết ít nhất 512 người đã thiệt mạng và gần 4.200 người bị thương trong cuộc giao tranh này và con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Trong khi đó, hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, hàng chục nghìn người chạy sang các nước láng giềng. Do lo ngại xung đột quân sự leo thang ở Sudan, ngày 28 tháng 4, Hàn Quốc đã cấm công dân nước này đến Sudan. Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo đi lại cấp độ 4 mức cao nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp, có hiệu lực từ nửa đêm cùng ngày. Những người vi phạm có thể bị phạt hình sự. Liên quan đến tình hình ở Sudan, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trong ngày 28 tháng 4. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên đối địch nhau, Hiệp hội luật sư tỉnh Dafu cho biết thành phố El Zenea, cách thủ đô Khartoum khoảng 1.100 km về phía Tây đang chứng kiến các vụ bắn gốc khác vào nhà dân khiến ít nhất 74 người thiệt mạng chỉ trong hai ngày qua. Theo tổ chức này, giao tranh đã lan rộng gần như khắp thành phố này, trong khi tình trạng phóng hỏa và cướp bóc tại các khu chợ, tòa nhà công cộng, kho viện trợ và ngân hàng ngày càng gia tăng. Trong diễn biến liên quan, Mỹ và Pháp cùng thách thức Trung Quốc trong vấn đề nhạy cảm. Một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ hôm 28 tháng 4 đã bay qua eo biển Đài Loan. Cùng lúc đó, một nhà lập pháp cấp cao của Pháp xác nhận một tàu chiến từ nước ông mới đây cũng vừa đi qua tuyến đường biển nhạy cảm này. Hành động của Pháp và Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và vùng lãnh thổ với VNLT Đài Loan. Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết một máy bay chính xác và tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của họ đã bay qua eo biển Đài Loan trong không phận quốc tế. Bằng cách hoạt động trong eo biển Đài Loan phù hợp với luật pháp quốc tế, Mỹ bảo vệ các quyền và tự do hàng hải của tất cả các quốc gia. Hạm đội 7 của hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố, việc máy bay đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và cởi mở, phía Mỹ nhấn mạnh. Hành động của Mỹ và Pháp chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc lo ngại và tức giận. Trung Quốc gần đây đang gia tăng áp lực quân sự lên Đài Loan sau khi hòn đảo này liên tiếp tăng cường quan hệ với các nước phương Tây. Trong tháng này, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan, Tsai Ing-wen gặp chủ tịch Hạ viện Mỹ, Kevin McCarthy ở Los Angeles. Mỹ và đôi khi là các đồng minh của Mỹ trong những năm gần đây thường xuyên phái tàu chiến và máy bay chiến đấu đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và Bắc Kinh sẵn sàng dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan nếu thấy cần thiết. Một loạt các chuyến thăm trong thời gian gần đây của các chính trị gia nước ngoài tới Đài Loan, bao gồm chuyến thăm hồi năm ngoái của chủ tịch Hạ viện Mỹ, khi đó là bà Nancy Pelosi và nhiều chính trị gia từ Liên minh châu Âu đã khiến Trung Quốc vô cùng tức giận. Bắc Kinh đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận rầm rộ có quy mô chưa từng có để đáp trả Đài Loan và các đồng minh phương Tây. Diễn biến này cũng dẫn đến tình trạng leo thang các động thái quân sự ở vùng lãnh thổ Đài Loan. Trong một diễn biến tiếp theo, quân đội Nga phát triển thiết bị giúp binh sĩ tàng hình trong đêm. Những binh sĩ rất dễ lọt vào tầm mắt của UAV hoặc các tay bắn tỉa trong đêm bởi những thiết bị quan sát hồng ngoại sẽ làm lộ rõ vị trí của họ để hạn chế khả năng phát hiện của máy bay không người lái và lính bắn tỉa Urena được trang bị thiết bị nhìn đêm có hình ảnh nhiệt, quân đội Nga đang triển khai sử dụng một loại áo khoác chống nhiệt làm bằng chất liệu Vostok Mila hay còn gọi là chăn không gian để che giấu dấu hiệu nhiệt của họ. Một sĩ quan Urena được triển khai tới khu vực miền đông có biệt danh là Tatagigami trên mạng xã hội tuyên bố rằng quân đội Nga đang trang bị những thiết bị mới để bảo vệ cho binh sĩ. Đặc biệt, Urena đã thu được một số chiếc chăn như vậy từ binh lính Nga bị bắt gần Adeska, ngay phía bắc thành phố lớn Donetsk ở miền đông Urena. Theo thông tin do các binh sĩ của chúng tôi cung cấp, các nhóm phá hoại của Nga DRG được cho là đang sử dụng những chiếc chăn áo khoác chống nhiệt này để tránh bị camera nhiệt và máy bay không người lái phát hiện ông viết trên Twitter. Một video từng được đăng tải trên kênh Telegram đã chứng minh tính hiệu quả của sản phẩm, cho thấy cách một người lính có thể không bị phát hiện dưới tấm chăn chống nhiệt. Các phương tiện quân sự thường được bán với các tấm bạc ngụy trang kết hợp với các phương pháp giảm nhiệt độ. Taliban ở Afghanistan đã sử dụng hiệu quả chăn không gian để giảm khả năng bị lực lượng NATO phát hiện và những người lính tình nguyện chiến đấu cho Ukraine trong cuộc xung đột cũng đã yêu cầu trang bị những chiếc chăn chống nhiệt để ngụy trang. Một nhà phát minh người Ukraine thậm chí đã từng được cấp bằng sáng chế cho một thiết bị như vậy. Mặc dù chiếc chăn cũng không thực sự hoàn hảo, chúng vẫn để lộ một đường viền hơi lớn đốm trên màn hình thiết bị chụp ảnh nhiệt. Tuy nhiên nó vẫn ít nổi bật hơn nhiều so với cơ thể con người mặc quần áo thông thường trên camera nhiệt và chắc chắn là khó phát hiện hơn khi quét trong một khu vực rộng. Trang bị này sẽ phát huy hiệu quả hơn đối với các loại thiết bị chụp ảnh nhiệt thương mại có chất lượng thấp hoặc phạm vi ngắn hơn. Mila còn được gọi với tên thương mại là Melinex và Hoptafan. Vật liệu này được đánh giá cao nhất nhờ khả năng ngăn ngừa thất thoát nhiệt. Đó cũng là một tính năng quan trọng để thiết kế các loại quần áo giữ nhiệt cho binh sĩ khá nhiều chăn hoặc vật liệu làm từ mila như vậy đã được cấp cho người tị nạn ở ukraine